Sau việc bị chê hát không hay, Hoài Lâm phân trần lâu không tiếp xúc với đông đảo khán giả. Chibu mạnh mẽ đạp lên dư luận mà sống. Ra mắt album đầu tay đánh dấu cột mốc 5 năm ca hát và nhận về không ít những tranh luận từ khán giả. Cảm ơn bản thân vì ngày xưa đã ngông cuồng như vậy thì mình mới dám vô tư bước qua tất cả mọi dư luận. Hoài Lâm. Ngày 9 tháng 10 năm 2022, nam ca sĩ Hoài Lâm đã lên tiếng trước việc bị khán giả chê là hát không hay, chất giọng xuống cấp. Việc anh chàng sinh năm 1995 không lên nổi nốt cao trong bài hát Hoa nở không màu khiến không ít người thất vọng. Hoài Lâm phân trần rằng việc không tiếp xúc với các sân khấu lớn có nhiều khán giả khiến cho giọng hát của anh không còn nội lực trong trẻo như xưa. Bên cạnh đó, nam ca sĩ 9X cũng cho biết, nghệ sĩ còn phải biểu diễn bài thấp trước mới có thể hát được những quãng giọng cao. Hoài Lâm gần như rút khỏi làng giải trí Việt. Nam ca sĩ chỉ sử dụng tài khoản mạng xã hội riêng tư và hạn chế chia sẻ công khai trước mọi người. Tuy nhiên, anh chàng vẫn thường xuyên livestream trò chuyện cùng người hâm mộ. Hoài Lâm sinh sống tại quê nhà Vĩnh Long. Nam ca sĩ luôn xuất hiện với vẻ ngoài giản dị và đậm chất trai quê. Thỉnh thoảng, con nuôi Hoài Linh mới phát hành một ca khúc để dành tặng khán giả. Được biết, anh chàng còn dùng số tiền dành dụm khi đi hát của mình để xây tặng ba mẹ một căn nhà khoảng 200m² rất khang trang và rộng rãi. Chibu. Chibu từng khiến không ít đồng nghiệp khán giả la ó trước phát ngôn cầm mic lên là thành ca sĩ. Vậy nên nữ diễn viên nhiều lần hứng mưa chỉ trích từ cộng đồng mạng và nhiều người trong nghề. Bên cạnh đó, việc người đẹp 9X hát lệch tông không lên được hai nốt là chuyện cơm bữa. Chibu đã mạnh dạn nói về những tranh cãi của khán giả về việc lấn sân vào ca hát với giọng ca đóa hoa hồng. Những lời chê bai chỉ trích không thể dìm cô nàng được, mà đó chính là bàn đạp khiến bản thân đứng dậy, là động lực thôi thúc người đẹp Hà Thành chứng minh với mọi người rằng tôi có thể làm được, còn họ phải nhận ra họ đã sai. Trước nhiều ý kiến tiêu cực, Chibu lên tiếng cho rằng cô biết năng lực của bản thân đến đâu nên luôn cố gắng học hỏi, trau dồi kỹ năng thanh nhạc để trở thành một ca sĩ tốt. Tuy nhiên, chủ hit Sashimi không muốn mọi nỗ lực của bản thân trong thời gian qua bị nhiều người phớt lờ vùi dập. Mỗi lần ra mắt một dự án âm nhạc, các khán giả đều soi mói và thậm chí còn chuẩn bị sẵn những lời lẽ để phản đối Chibu ca hát. Nhưng cô luôn cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân và tin rằng trong tương lai gần, bản thân sẽ được mọi người công nhận. Hòa Minzy. Giọng của Hòa Minzy trong bài Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp từng bị nhà sản xuất âm nhạc và streamer Virus thẳng thừng nhận xét là hát yếu so với hát live. Cụ thể, nam streamer cho biết nữ ca sĩ 9X không hợp với nhạc của Mr. Siro và đưa ra lời khuyên về cách lựa chọn âm nhạc trong tương lai. Đáng chú ý, Hòa Minzy và Virus đã có dịp gặp nhau tại một sự kiện và nữ ca sĩ ngay lập tức đề cập tới chuyện anh chàng nhận xét về giọng hát của mình. Sau cùng, mẹ Ba Thúi cũng chia sẻ thêm rằng cô cùng nam streamer đã trò chuyện và nhận ra những thiếu sót của bản thân sau video reaction. Hòa Minzy cho biết bản thân hát rất yếu, cảm giác như không ra hơi là ý đồ của ca khúc khi thể hiện nhạc của Mr. Siro, phải tạo được một cảm xúc dây dứt đau lòng trong cách thể hiện nên không thể hiện được hết nội lực trong giọng hát của mình. Miu Lê. Trước đây, Miu Lê từng bị Dương Cầm góp ý thẳng trên sóng truyền hình về giọng hát khiến khán giả ngỡ ngàng. Theo đó, vị nhạc sĩ sinh năm 1986 cho biết giọng hát của cô nghe không những yếu ớt mà còn hời hợt, chẳng thể nghe được rõ lời. Thậm chí, anh từng nêu cảm nghĩ rằng mỹ nhân này chưa đạt trình độ để trở thành ca sĩ. Miu Lê đã chính thức lên tiếng về sự việc ồn ào này. Trả lời phỏng vấn trên một trang báo điện tử, nữ ca sĩ cho biết rằng: "Tôi đi hát không phải chỉ để được người khác xem là ca sĩ. Tôi hát vì tôi mê hát. Mê hát nên dù có thành công với điện ảnh thế nào, tôi vẫn không bỏ nghề hát. Anh Dương Cầm không xem tôi là ca sĩ thì tùy anh, đó là quyền của anh, khán giả của tôi vẫn còn đấy." Phản ứng trước lời nhận xét này, Miu Lê cho rằng cô không biết nhạc sĩ Dương Cầm là ai và nhận xét của anh có phần phiến diện một chiều. Dân tình có thể thấy người đẹp 9X hết sức thẳng thắn đáp trả khi nhận lời chia trách về giọng hát. Khi bị đồng nghiệp khán giả nhận xét thẳng thừng về giọng hát, những ca sĩ Việt như Hoài Lâm, Chibu, Hòa Minzy, Miu Lê lại có những phát ngôn, cách xử lý khác nhau. Đây vốn dĩ là chuyện quá đổi bình thường tại showbiz, bởi làm nghệ sĩ ắt hẳn phải có kẻ chê, người khen tùy thuộc vào cảm quan của từng người. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.